hao mà người bệnh phải bỏ ra trong quá trình đó sử dụng một cái dịch vụ y tế nào đó, ha? Dịch vụ y tế hoặc là một dịch vụ dược nào đó. Như vậy thì đối với người bệnh thì ngoài cái tiền mà họ bỏ ra để họ chi trả cho cái dịch vụ dược hoặc là một cái dịch vụ y tế thì họ còn tốn những cái tổn thất về tài chính khác, về tiền bạc khác, ví dụ như là tiền xăng xe đi lại, tiền ăn uống trong quá trình điều trị, vân vân. Thì đó được tính vô là chi phí đối với người sử dụng dịch vụ y tế. Ngoài ra thì trong quá trình điều trị thì họ còn phải tổn thương về mặt tinh thần nữa, ví dụ như là phẫu thuật thì họ bị đau sau hậu phẫu, vân vân, thì cái đó chính là những cái tổn thương về tinh thần. Nó cũng sẽ được tính vô là chi phí đối với người sử dụng dịch vụ luôn. Tuy nhiên mình sẽ gặp cái đó là chi phí vô hình, thì chi phí vô hình thì mình sẽ không có tính toán. Còn đối với người cung ứng dịch vụ, người cung ứng dịch vụ thì chi phí chính là tất cả những cái khoản chi phí nào bỏ ra để có được cái dịch vụ mà cung ứng cho người bệnh. Ví dụ như là đối với nhà thuốc chúng ta cũng là một cái cơ sở cung ứng dịch vụ y tế, đúng không? Thì nhà thuốc sẽ tốn những cái chi phí nào, đó là chi phí về mặt bằng, chi phí về thuốc, chi phí về duy trì nhà thuốc, ví dụ như là tiền điện, tiền nước để duy trì nhiệt độ lạnh, vân vân. Rồi chi phí cho nhân viên, vân vân. Thì cái đó chính là chi phí đối với người cung ứng dịch vụ. Thì tất cả những cái khoản chi nào mà họ bỏ ra để họ có được một cái dịch vụ để cung ứng cho bệnh nhân, cung ứng cho người sử dụng, thì cái đó chính là chi phí đối với người cung cấp dịch vụ. Thì đối với cái quan điểm này, đối với hai đối tượng này thì chúng ta sẽ có những cái cách phân loại chi phí khác nhau. Chúng ta sẽ có những cái cách phân loại chi phí khác nhau. Đối với người bệnh thì rất dễ, chúng ta chỉ có một cách thôi. Nhưng mà đối với người cung ứng dịch vụ y tế thì chúng ta sẽ có rất nhiều quan điểm và rất nhiều cái cách để phân loại chi phí. Tùy theo chúng ta muốn phân loại chi phí đó là chúng ta tính cái gì, để chúng ta phân tích cái gì, chúng ta sẽ lựa chọn cái cách phân tích nào cho nó phù hợp. Thì lát mình sẽ giới thiệu với anh chị. Ở đây chúng ta nhắc lại một cái khái niệm được gọi là chi phí cơ hội. Ở trong kinh tế thì người ta sẽ luôn nhắc đến chi phí cơ hội. Chi phí cơ hội là gì? Đó là cái khoản chi phí mà chúng ta bỏ qua, mà cái khoản lợi nhuận mà chúng ta, cái cơ hội mà chúng ta bỏ qua do là chúng ta phải lựa chọn. Ví dụ như trong cuộc sống chúng ta phải lựa chọn giữa phương án A, B, C, D. Thì khi chúng ta chọn một trong những phương án đó thì trong những phương án còn lại thì bỏ qua. Cái phương án nào có giá trị cao nhất thì cái phương án đó chính là chi phí cơ hội. Ví dụ như các chị đứng trước một cái lựa chọn là chẳng hạn các chị chọn cái công việc A, các chị có được 10 triệu một tháng. Công việc B các chị có được 7 triệu một tháng. Công việc C thì các chị có được 8 triệu một tháng. Ví dụ như vậy. Và mỗi công việc nó sẽ đòi hỏi những cái yêu cầu khác nhau về thời gian, về công sức, vân vân. Thì khi chúng ta lựa chọn một cái phương án nào để chúng ta quyết định, ví dụ như chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể lựa chọn được phương án A, nó vừa phù hợp về thời gian mà nó vừa mang lại về nhiều tiền, vân vân, thì chúng ta chọn phương án A. Thì khi chúng ta chọn phương án A thì chúng ta bỏ qua phương án B và phương án C. Thì khi đó cái giá trị cao nhất trong những phương án bị bỏ qua thì cái đó chính là chi phí cơ hội. Ví dụ trong trường hợp này chúng ta chỉ xét về mặt tiền bạc thôi, xét về mặt tiền bạc thôi, thì cái phương án C này là phương án có giá trị cao nhất trong những phương án bị bỏ qua, thì cái 8 triệu này chính là chi phí cơ hội. Thì các chị sẽ còn nhớ chi phí cơ hội là cái giá trị cao nhất của cái phương án bị bỏ qua. Cái giá trị nào mà những phương án bị bỏ qua mà có giá trị cao nhất thì cái đó được gọi là chi phí cơ hội. Còn trên thực tế thì chúng ta lựa chọn, chúng ta không chỉ quan tâm về mặt tiền bạc không, mà đôi khi chúng ta còn quan tâm về những thứ khác, ví dụ như là thời gian, ví dụ như là công sức, vân vân. Chẳng hạn như phương án A này, mặc dù nó có 10 triệu nhưng mà nó tốn của mình nhiều thời gian hơn, mình không có nhiều thời gian để chăm sóc gia đình chẳng hạn, thì nó sẽ có thêm cái phần cân nhắc về thời gian nữa. Ví dụ như ở đây, chẳng hạn như chúng ta có một cái ví dụ như thế này. Một cái dược sĩ sau 2 năm làm việc thì tiết kiệm được 160 triệu. Người này sau 2 năm rồi thì có thể được cắt cái chứng chỉ hành nghề rồi, nên họ sẽ đứng trước nhiều cái lựa chọn. Bây giờ họ sử dụng, họ có một cái lựa chọn đó là sử dụng cái chứng chỉ hành nghề của mình để mở nhà thuốc. Thì nếu như mà chỉ xét về mặt tiền bạc thôi, thì người đó họ sẽ có được 120 triệu một năm, vân vân, được chưa? Nhưng mà nếu mà họ lựa chọn một cái phương án khác, đó là chỉ gửi tiết kiệm thôi và tiếp tục làm cái công việc bình thường của mình, không có mở nhà thuốc, thì lúc đó thì mỗi năm như vậy họ chỉ thu thêm là 12 triệu tiền lợi nhuận thôi. Và
Nhưng mà có một cái đó là họ không có phải tốn quá nhiều thời gian cho cái việc kinh doanh, họ không còn phải ưu tư, không còn phải lo buồn phiền là phải bán thuốc như thế nào, cân nhắc như thế nào vân vân. Rồi hoặc là có một cái phương án khác đó là gửi tiết kiệm và làm từ thiện khách hàng, hay là có một cái phương án là bây giờ không làm gì hết, bây giờ còn trẻ muốn đi chơi thì lấy cái tiền tiết kiệm đó, cái tiền để dành đó đi chơi chứ cái đó vân vân. Thì đó là nhiều cái phương án lựa chọn, thì mỗi cái phương án như vậy nó đều có những cái ưu và những cái khuyết của nó, nếu chúng ta xét trên nhiều cái cạnh. Bây giờ ví dụ chúng ta chỉ quan tâm đến cái cạnh là tiền bạc thôi, thì các bạn cho thầy biết nếu như thầy lựa chọn cái phương án gửi tiết kiệm thì khi đó chi phí cơ hội mà thầy đã bị đánh mất là bao nhiêu, nếu mà chúng ta chỉ xét về mặt tiền thôi. Bây giờ những bốn phương án đó, thầy là cái người không có nhiều thời gian để làm mở nhà thuốc nên thầy quyết định chọn là gửi tiết kiệm thôi. Rồi đối với cái người mà chọn gửi tiết kiệm như vậy thì cái chi phí cơ hội họ đã bị đánh mất là bao nhiêu? Nếu mà chỉ xét về tiền thôi, 108. Sao ra được 108 nhỉ? Các chị lấy 120 trừ cho 12 hả? Không cần phải làm cái việc đó. Chi phí cơ hội nó định nghĩa là giá trị cao nhất của các phương án bị bỏ qua. Như vậy nó sẽ bằng bao nhiêu? Mình sẽ xem những cái phương án bị bỏ qua, cái nào có giá trị cao nhất thì cái đó chính là chi phí cơ hội. Đó là 120 triệu dân, thì cái đó chính là chi phí cơ hội. Nhớ hai chi phí cơ hội là giá trị của các phương án cao nhất bị bỏ qua. Ví dụ như thầy chọn cái phương án